Việt Nam nay tiếp tục với những tin tức về thời tiết. Lúc này thì miền Bắc đang trong chuỗi ngày nắng hanh, còn ở Trung Bộ và Tây Nguyên cũng như Nam Bộ lại đang có cảnh báo mưa rông. Vậy tình hình cụ thể như thế nào, mời quý vị đến với những phân tích sâu hơn từ chị Việt Hà. Vâng, xin mời chị ạ. Dạ vâng ạ, cập nhật trong chiều nay thì mưa rông cũng đã xuất hiện rải rác tại cả Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ rồi ạ. Và điều này thì có thể thấy rõ ở trên ảnh vệ tinh, những cụm mây rông thì phát triển mạnh và bao phủ nhiều tỉnh thành. Thực tế đó là tại Thừa Thiên Huế, Vân Đồng, Đồng Tháp, An Giang hay là Cà Mau thì đã xuất hiện những điểm mưa to với lượng mưa là từ 58 cho đến 75mm. Trời mưa to bởi đang tồn tại cùng lúc hai hình thế gây ra hội tụ mây ẩm. Dưới rãnh thấp đó là trục vắt, ở dưới đó là trục rãnh thấp vắt ngang qua khu vực Nam Bộ, còn ở trên cao đó là nhiễu động gió đông đẩy ẩm từ biển vào. Cảnh báo trong chiều tối và đêm nay thì khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên hay là khu vực Nam Bộ sẽ tiếp tục có mưa rông rải rác với lượng mưa là từ 15 đến 30mm và thậm chí là có những nơi mưa có thể vượt 70mm. Đối với các sườn núi, khe suối nhỏ của khu vực Tây Nguyên hay là khu vực Nam miền Trung thì cảnh báo là có thể xuất hiện cả sạt lở đất cũng như lũ quét nguy hiểm. Đặc biệt là với các tuyến đường đèo ở khu vực Lâm Đồng, do tỉnh này thì đã xuất hiện nhiều ngày mưa to rồi. Cùng với đó là vùng hạ lưu các sông của khu vực Nam Bộ thì do có mưa kết hợp với chiều cường đầu tháng 9 âm lịch thì nguy cơ ngập úng vẫn còn tái diễn tại những khu vực trũng thấp, ven sông hay là ven kênh rạch. Cũng từ đêm nay thì gió đông sẽ còn ảnh hưởng tới cả khu vực Bắc miền Trung, khiến cho vùng mưa thì mở rộng từ Thừa Thiên Huế trở ra tới phía Nam Nghệ An. Mưa sẽ duy trì cho đến hết ngày mai với lượng mưa tại đây là từ 20 đến 40mm và thậm chí là có những điểm mưa rất to có thể vượt 100mm. Cảnh báo là nguy cơ có mưa cục bộ với cường suất lớn trên 100mm trong 6 tiếng có thể gây ra sạt lở đất, lũ quét và ngập úng cục bộ. Còn với miền Bắc thì ngày mai sẽ tiếp tục là một ngày nắng mạnh và hanh khô, độ ẩm thấp nhất nhiều nơi sẽ giảm xuống dưới 50%, thậm chí là tại thủ đô Hà Nội thì chỉ khoảng là 43%. Còn về nhiệt độ thì cao nhất tại thủ đô Hà Nội hay là các thành phố Hải Phòng, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang sang tới Lào Cai và Điện Biên Phủ phổ biến trong khoảng từ 30 đến 32 độ C. Trời nắng hanh dài ngày khiến cho vật liệu trở nên khô giòn. Vì vậy quý vị hãy thận trọng trong việc sử dụng điện, lửa để phòng cháy nổ. Và bây giờ thì chuyển sang dự báo cho một số thành phố trong 2 ngày đầu tuần tới. Thành phố Hà Nội dự báo là ngày thứ 2 và ngày thứ 3 đều có nắng mạnh, nhiệt độ cao nhất 32 độ C. Về đêm thì trời sẽ còn không khí không còn lạnh nữa khi mà nhiệt độ tăng dần lên từ 23 đến 24 độ C. Thành phố Đà Nẵng trong 2 ngày đầu tuần trời nhiều mây, có những mưa rào kèm theo dông, nhiệt độ cao nhất 31 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh dự báo là sẽ có mưa rào kèm dông về chiều trong 2 ngày tới, còn sáng và trưa thì trời nắng, nhiệt độ cao nhất 32 đến 33 độ C.